Kính thưa chị em phụ nữ Thanh Trương, Nguyễn Thanh Trương, kính thưa các vị khách quý, hôm nay lần đầu tiên tôi vinh dự để phát biểu, được tham gia là được uống bia với chị em phụ nữ Thanh Trương và các đấng phu quân của phụ nữ Thanh Trương. Tôi rất cảm động vì một cái huyện mà tổ chức được cái hội đồng hương và tổ chức được hội phụ nữ, thì tôi nghĩ rằng là ở Cộng hòa Liên bang Đức và ở châu Âu, ở thế giới này rất là hiếm có. Và cái tinh thần này thì tôi nghĩ rằng là các bạn, các anh, các chị ở huyện Thanh Trương sẽ rất là đoàn kết, rất hội nhập, rất thành công. Và chính vì điều đó mà chúng ta đã gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Và tôi xin thay mặt cho bốn anh em Hiền, Thành, Long và Vinh kính chúc phụ nữ Thanh Trương yêu đời, yêu nghề, yêu gia đình và hạnh phúc. Và bốn anh em chúng tôi xin ủng hộ vào quỹ hoạt động của Hội Phụ Nữ Thanh Trương 500 euro. Xin chân thành cảm ơn. Bởi vì là thực ra mà nói là chúng tôi cũng ủng hộ rất nhiều các cái quỹ và các cái hội đoàn trong ngày hôm nay rồi, nhưng mà với cái tấm lòng thành của mình, một chút quà mọn để biểu hiện tình cảm của mình, bốn anh em chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn phụ nữ Thanh Trương, cảm ơn Hội Phụ Nữ Thanh Trương. Tôi xin thay mặt cho là tất cả anh chị em bà con Thanh Trương xin trân trọng cảm ơn bốn anh em. Cái món quà rất thích, nói chung là không biết nói lời gì hơn là trân trọng cảm ơn. Và trong cái thời gian này là miền Trung chúng ta là đồng bào lụt rất chi là thống khổ, nhiều người là không nói thật ra đấy là giờ không có cơm ăn nào mà số tiền 500 euro của bốn anh em thằng tôi xin phép là tất cả anh chị em bà con Thanh Trương cho tất cả một nửa số tiền này gửi tặng cho miền Trung quê hương ta. Lần sau tổ chức nhớ mời chúng tôi đến dự. Ủng hộ anh ơi, không phải là quê hương của là miền Trung nhưng tình vì bà lục tân này, nhưng anh là trưởng hôm nay là ngày đặc biệt vui biết có ủng hộ bà lục thì hôm nay nhân ngày phụ nữ 20 tháng 10 hội đồng hương Thanh Trương hàng năm còn tổ chức cho bà con chị em để trân trọng những phụ nữ một nửa của mình. Cái dịp này thì là miền Trung của chúng ta là đã quan mình chịu bao nhiêu thiên tai khổ lụt. Hôm nay Việt Báo chấm đế rất là trân trọng cảm ơn là được số tiền mà đảng viên có mặt trong chứng kiến các sự kiện như này. Chúc hai mươi tháng của hôm nay, nhưng mà một số người có thể chứ họ đã ủng hộ số tiền này, nếu mà còng ra là sẽ hơn thế này, nhưng mà hôm nay ngày hôm nay được như thế và còng thêm 250 euro nữa là tổng số tiền là 2270 euro. Hôm nay tôi xin thay mặt cho tất cả bà con Thanh Trương xin gửi lại cho trưởng ban tổ chức và mọi người trong ban.